Hello, hello again, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình Everyday. Bản update đã ra mắt rồi. Và chúng ta đã có là Battle Healer được có thêm một tính năng nữa là bị bật qua sông cộng với lại Musketeer, Skeleton Dragon, Heal Spirit đã bị giảm đi. Cộng với lại Ghost đã có thêm tính năng mới. Đây là bản cập nhật mình nghĩ là thay đổi meta khá nhiều đấy, tại vì là quân support cho Raya này gần như là bị xuống. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ tìm về một deck này khá là thú vị. Đây là cái deck của San Lava. Anh ta chơi rất dị và anh ta được 12 win challenge. Và mình không nghĩ là anh ta sẽ có thể thắng được với cái deck này đâu. Mình khá là thú vị. Như là một trận này thua. Trận này thua khá là dị. Ok rồi, mình sẽ đi vào cái game 9 đi, game thứ 9. Ok. Đây là một cái deck mà no win condition care, không có một kẻ điều kiện thắng. Mà đây là vô phiên đã khá là thú vị. Và đây chính là lý do tại sao mà mình mang cái deck này cho các bạn xem, thực ra nó xem để cho vui thôi chứ deck này cũng đánh thì nó cũng hơi khó. Deck này có Skeleton Dragon này, có ăn sorry sorry. Electro Dragon, Battle Yoda, Tornado, Lumberjack, Icy Golem, Electric Coaster, Skeleton. Một cái deck khá là thú vị. Và Skeleton và Icy Grip sao? Ngay từ ban đầu thì Tornado fail. Một cái lỗi khá là cơ bản cho sử dụng Tornado. Thực ra là những con như kiểu là Tornado thì Lumberjack hay là Mini Mecha kéo rất là đơn giản, bởi vì là cái tốc độ chạy của nó rất là nhanh. Và cái deck này nó đánh cũng khá là thú vị là bởi vì nó không có regression, mà chúng ta cần xem là San Lava anh ta sẽ đánh như nào nha. Các bạn biết là trong cái bản cập nhật lần này, ngày hôm nay và mùa này thì Battle Healer không có thay đổi gì nhiều, nó chỉ thêm một tính năng là đi qua sông thôi. Thì nó cũng không thay đổi gì cho cái này, không có tank. Retro Dragon là hợp lý và Skeleton rất tốt. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là tìm kiếm rất cái nhiều deck với lại cái thẻ mới hơn để mang những cái deck thú vị cho các bạn xem. Deck này cũng khá là thú vị vì chơi cả chơi không phải chơi Bonfire mà đây là Tesla. Mình nghĩ là phiên bản có bom sao vẫn là mạnh thôi, bởi vì là các bạn biết là cái tầm bắn của tầm tầm ném của bom sao cao, ném xa, vì vậy là bom sao vẫn là một lựa chọn hợp lý cho web giáp gọi là class giáp này. Đây là thời điểm đập bình. Cái deck này thì mình nghĩ là xoay cái bình rất nhanh thôi, cái bình thứ hai rất nhanh thôi. Tiếp tục gọi là Skeleton ra Dragon sau Luber. Ta defend được ngay cầu. Chắc chắn là trong cái các bạn biết là những cái deck mà kiểu flash chat này thường sẽ cứ defend được cầu này cực kỳ là khó chịu. Thì đã từng gặp những cái deck mà flash chat khá nhiều rồi, tuy nhiên thì những cái deck flash chat không dễ đánh nhưng mà cũng là cầm hot. Cái deck này nó chuyên nó thiên kiếm đam từ Electro Dragon hay là Lumberjack. Người ta bảo là deck con Queen Witcher Condition Care thì thường nó đấy rất là khó, bởi vì là chúng ta nhiều khi chúng ta chẳng biết công cái gì đâu. Đấy, nhiều khi là chúng ta sẽ cứ dồn dồn đây này. Rất may là Battle Healer đã bơm máu cho Skeleton Dragon, vậy nó không chết. Và đây là thời điểm có thể đặt bình. Mình nghĩ là đặt bình sẽ hợp lý hơn. Cái công như thế này thì tiếp tục là một con Echo Dragon thứ hai. Healing Healing ở trong cái bài trong mùa này yếu, nghĩ là nó không cần sử dụng đâu. Tuy nhiên thì anh ta vẫn sử dụng cái deck này khá là hay. Tornado fail. Tornado phải kéo sang bên kia. Lung và Jack đẩy lên rất nhanh. Những cái matchup kiểu này thì thông thường chúng ta xem để xem cho vui thôi, chứ thực ra gọi là play for fun chứ không thể gọi là đi mang đi thi đấu được. Nhưng mà 12 win Grand Challenge cũng không đến nỗi nào tệ.
Mặc dù các bạn biết là bây giờ Grand Challenge thì cũng chẳng quan tâm lắm. Ngày xưa thì có dịch vụ về Grand Challenge, nhưng mà bây giờ đã 2-3 năm rồi họ cũng chẳng cần, 2 năm rồi không cần về Grand Challenge nữa. Thời điểm mà nhân bay thì Lumberjack sẽ spam rất nhanh này, theo Link đây lên. Theo Link nhảy rất kịp thời. Electro Dragon, Zodic này giống kiểu là spam của Alice Golem á. Chơi cách chơi nó vẫn như vậy. Chơi spam 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 spam. Good job. Ok. À, cái deck này nó dễ. Cái deck này nó dễ tại sao? Bởi vì là cái deck gần như cái deck con Electro Dragon đó, nó là gọi là tâm team ở trong cái bài này. Và Battle Healer nữa, thường là Electro Dragon nó gọi là counter tất cả các bài quân bài ở trong cái này rồi. Vì vậy là cái matchup này rất là đơn giản thôi. Tornado fail. Thực ra là mà sử dụng Tornado để kéo cái Skeleton Dragon không dễ. Mình chưa bao giờ mình có thể làm được điều này. Nhưng mà mình thấy các pro player họ gọi là căn chỉnh tham rất chuẩn nhé. Nhiều khi mình kéo gần đến nơi thì nó đã nổ mất rồi. Chưa đến nơi thì bắt đầu nó nổ, xong kéo phát là nó chả đến đâu đến đâu. Skeleton bám hết vào trụ. Ok, mình sẽ xem cái deck này đi. Thực ra cái deck này cũng dễ bởi vì là Electro Gatherer counter on cam. Counter on cam trong cái deck này. Và Battle Healer với lại đó thì kỳ đơn giản thôi. Một mình Lumber Jack lấy Electro Dragon xoay có cứ tức không? Chỉ cần cứ xoay Electro Dragon Cycle thôi. Thì gần như là sẽ win được cái game này. Cái matchup này không khó, Battle Healer. Tuy nhiên là trong cái matchup này ở Sun Lava anh ta không rất khó để đặt bình, bởi vì đặt bình lần này thì sẽ bị gang với lại cái Blim đẩy lên đánh. Thời điểm bật bình cái deck bait này thực sự nó rất là khó chịu khi mà nó spam quân mà nó câu cánh cấu gì đó. Tuy nhiên thì khi mà control được game thì gần như cái deck bait này có thể vấn đề là miner bắt được miner rồi, gây là khó chịu tại vì nó spam rất nhanh. Spam bua lên luôn. Hai bên vì nó khó chịu. Một bên là Echo, một bên Zoido. Hai cái bình nó còn liền rất nhiều đam từ Quay Jab. Ở đây tức nhập nữa là đam từ một cốc pin game. Và Zoido tiếp tục. Vậy Zoido. Thực sự phải nói, nếu mà nói là dễ đánh thì không ngoài dễ đánh. Nhưng mà phải nói là rất khó chịu. Ok, chúng ta sẽ đến vào Mamuta đây rồi. Đây, Sparky. Cái Sparky, cái matchup này khá là thú vị bởi đây là matchup cuối cùng. Thông thường những cái matchup cuối cùng ở trong Grand Challenge thì thường là những matchup khó. Và hơn nữa là trong cái deck này nó lại có Fireball, nó không có Baba, nó không có Baba đi, không có Giáp. Ngày hôm nay thì cái Skeleton Dragon đã bị giảm rồi, nên mình nghĩ là Skeleton Dragon sẽ bị giảm tỷ lệ sử dụng trong thời gian tới rồi. Ngày hôm nay mới chỉ là ngày đầu ba lần. Một Fireball là Skeleton Dragon không chết. À đâu, Electro Dragon không chết. Tuy nhiên thì con Evip vẫn còn sống. Đây là thời điểm mà Sun Lava anh ta có thể đập Electroporter. Rồi, đặt rồi. Cái Fireball thứ hai sẽ không nhanh hơn được bằng Electro Dragon của Sun Lava xoay ra. Như vậy là anh ta sẽ control được game này. Anh ta sẽ đặt, cố gắng là đặt Skeleton, Skeleton có một hướng bởi vì là Skeleton sẽ chặn được một turn bắn của Sparky hợp lý. Tornado trong turn này hợp lý. Tornado. Woo, Electro Dragon bắn được một turn này rồi reset một turn. Good job. Xoay rất nhanh. Healing bơm đầy gần đầy máu cho Electro Dragon. Lumberjack đẩy lên bom rất nhanh. Hai hit từ Electro Dragon, ba hit rồi. Tiếp tục đẩy lên một cái bình nữa.
rất là may là trong cái deck của Mood thì anh ta lại không có giáp, nhưng mà anh ta có giáp thì còn Electro Dragon gần như là chết chắc, cũng là như vậy là không có một cái thẻ bài nào có thể counter được Electro Dragon, mà không có thể counter được Sparky và Goblin Dragon, bởi vì là toàn mặt đất thế này thì Battle Healer với lại Lumberjack chỉ cần một hit thôi là bay bay bầu rồi. Không đến nói nè, nói chung là matchup này thì tuy nhiên thì cách đánh của deck này khá là thú vị, xem rất chuẩn, xem nó mang tính giải trí rất cao. Đây, chứ họ có fireball ở trong sân này thì không có. Rồi, Skeleton Dragon nằm xuống, tuy nhiên họ sẽ xoay con Electro Dragon thứ hai rất nhanh. Tornado. Không, Spark đỡ một turn của IC từ trước đã. Một turn tiếp theo Sparky không thể bắn được, Electro Dragon xuất hiện. Full Lumberjack. Heo đẩy lên Lumberjack. Tiếp tục là con Electro Dragon nữa. Giờ này sẽ dùng Tornado, có thể dùng Tornado trong tầm này bởi vì Skeleton Dragon xuất hiện. Nice. Như Spirit nhảy rất tuyệt vời. Sparky vẫn đứng bắn, tuy nhiên thì nó sẽ bị reset rồi. Reset. Good. Good job. Tornado. 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 Mặt thì chết chắc ở trong tầm này bởi vì là hai con Picture Dragon. Đây là cái deck đấy thôi, giống kiểu spam của Elisco Am deck. Spam, 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 spam. How to win? Ok, và đây cái matchup đánh ladder. Haha, we spam, we spam. Cái deck này là Ram Rider. Ờ đúng rồi, Ram Rider. Nếu thực sự đánh facing với deck Ram Rider bắt chụp Grid Spam này thì thực sự thì Saravai anh ta vẫn có thể counter được. Tuy nhiên thì anh ta vẫn rất cẩn thận với con Magic Archer, một Fireball, một Magic Archer bắn xuyên vào Skeleton Dragon thì gần như là sẽ thua. What? The free win. Sợ. Disconnect. Ok, thank you guys. Thank you for watching. Cảm ơn anh em đã xem nhé. Một cái deck khá là thú vị. À, xem qua cái matchup thua vậy. Xem nào matchup thua này. Đây là cái deck phổ biến của mùa trước. Cast Royal Dragon Fist. Royal Dragon Skeleton Fist Manhunter. Thực ra cái deck này Skeleton Dragon đáng lẽ phải ăn được, nhưng tại sao không ăn được nhỉ? Chắc là vì Hunter nó bắn vào, cái đạn của Hunter bắn vào. Các bạn biết là Hunter khi mà defend con Electro Dragon thì thực sự là một cái thảm họa. Ơi, defend thua, defend sai, defend sai. Sai defend rồi. Mất trụ. Tận tới tận gần 2.900 máu. Fireball, cái bình ở trong này chả hợp lý một chút nào vì Fireball nó dính vào đấy. Có thể đặt được đường trung tâm, lệch về phía bên trái. Tiếp tục là một cái bình Electro Dragon. Ui, rất nhiều. Spam rất nhanh, tuy nhiên thì cũng không vào được. Ừ, con Hunter xuống nhanh quá. Con Electro Dragon thẳng xuống nhanh quá. Thực ra là matchup này có thể ăn được. Thực ra matchup này có thể ăn được, chứ không phải là không ăn được. Nhưng mà lỗi. Ok, thank you, I thank for watching. See you guys. Bye bye.